Thua đau chứng khoán, anh Hưng tất tay giảm giá bán lỗ 2 tỷ 100 triệu đồng một cặp đôi nhà đẹp tại trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp, gần với công viên Làng Hoa, chỉ cách công viên Làng Hoa khoảng tầm 200m thôi. Một cặp đôi nhà đẹp với diện tích khủng, từng căn là ngang 4,5m, sâu vào tới 26m, thiết kế trệt lửng 4 lầu, có thang máy nhập khẩu, giảm giá từng căn 2 tỷ 100 triệu đồng. Giá gốc trước đó thì anh ấy giao 16 tỷ đồng một căn, bây giờ giảm xuống 2 tỷ 1, chỉ còn 13 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Một cặp đôi nhà diện tích khủng ngang 4,5m, sâu tới 26m, hẻm thông một sẹc của trục đường chính Lê Văn Thọ, hẻm 6m, hẻm thông nha anh chị. Kinh doanh buôn bán là văn phòng công ty, buôn bán mỹ phẩm online, làm spa thoải mái luôn. Giá bán bây giờ chỉ còn 13 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Hướng Tây Bắc nha anh chị, trệt lửng 4 lầu, thang máy rất xịn sò, rất nguy nga. Nằm tại trục đường Lê Văn Thọ, gần công viên Làng Hoa, cách công viên Làng Hoa khoảng tầm 200m thôi. Một cặp đôi nhà diện tích rất là khủng khiếp, rất là to tướng luôn. Công nhận hơn 100m² đất. Và giá bán rất rẻ nha quý vị, bây giờ chỉ còn 13 tỷ 900 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh Hưng đã giảm xuống 2 tỷ 1 một căn rồi. Nhà xây dựng hết đất, công nhận đủ diện tích. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, phía trên thì được làm mái thái, khoảng sân 2m, anh chị đậu thoải mái tầm 4-5 chiếc xe máy phía ngoài. Bên trong anh chị sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh, và tường thì được ốp gạch cũng như là làm tủ giày dép nón bảo hiểm nha. Thiết kế theo phong cách lưỡng ngược vô cùng đẹp, sang trọng, trẻ trung. Phía đây là khu vực gara ô tô. Chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 1m260, hai bên tường cũng được ốp gạch cao lên đụng trần. Trần bố trí đèn led thạch cao. Một căn nhà tặng full nội thất cả tỷ đồng. Và giá bán bây giờ chỉ còn giao là 13 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Anh chị cô chú nào nếu mà quan tâm muốn mua sở hữu căn nhà đẹp diện tích khủng này, chúng ta hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nhé. Ở dưới này chúng ta sẽ được làm khoảng tiểu cảnh chim cò hoa lá, rất là đẹp. Đối diện thì sẽ làm một cái giếng trời, có cửa, có làm ốp kính. Cầu thang đúc rộng 90, ốp đá kim sa trắng chạy đèn led, tay vịn gỗ đỏ và lan can sử dụng sắt bạc sơn trắng nha. Có thang máy 450, thang máy nhập khẩu. Phía trong đây là khu vực không gian phòng tiếp khách. Ốp gạch 80 gạch nhám và tặng sofa, kệ tivi, hai bên tường cũng được ốp gạch cao lên đụng trần. Trên có đèn chùm, đèn led, đèn rọi thì cao đầy đủ hết luôn. Một căn nhà hai mặt tiền trước sau nha quý vị. Vị trí hai mặt tiền đường trước, vị trí làm hai mặt tiền trước sau rất là thông thoáng luôn. Diện tích khủng ngang 4,5m, sâu vào tới 26m. Và giá tiền bây giờ cực kỳ êm, cực kỳ rẻ, chỉ có 13 tỷ 900 triệu đồng thôi. Chủ nhà đã giảm tới 2 tỷ 1 một căn rồi. Bây giờ anh Hưng đang rất là cần xả gấp một căn trong hai căn nhà này. Và anh chị nào có nhu cầu mua, chúng ta sẽ được làm giá tốt nhất. Phía sau thì có trừ lại tầm 2,5m đến đường sau để làm sân sau và làm toilet nha. Có trồng một cái cây mít thái ở phía sau đây, và có làm mặt tiền phía sau luôn. Do vậy thì nhà mình có cửa sổ sau vô cùng thoáng mát luôn nha anh chị. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà diện tích khủng, nhà dài và có cửa sổ sau, có thang máy, chúng ta hãy alo ngay trực tiếp về Tam Hưng để được đi xem cặp đôi nhà đẹp này nha. Có ba ban công sau cũng như là mặt tiền sau, cửa sổ sau rất là thoáng luôn. Trệt lửng 4 lầu, có tới 6 phòng ngủ, 1 phòng tắm, phòng xông hơi, 8 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Một căn nhà siêu đẹp, siêu hoành tráng. Ở đây thì làm bố trí vô cùng là đẹp luôn nha quý vị. Anh chị có nhu cầu mua hãy alo ngay đi, alo ngay về tới bên em Hưng để được sở hữu ngay cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp này. Giá bán bây giờ chỉ còn 13 tỷ 900 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Chúng ta đã giảm tới 2 tỷ 100 triệu đồng rồi. Căn nhà rất đẹp, rất sang, rất đẳng cấp. Chúng ta cùng em di chuyển vào khu không gian thang máy nha. Thang máy nhập khẩu 450kg, đi thoải mái luôn. Căn nhà vô cùng là diện tích, vô cùng là khủng nha. Diện tích rất to, rất khủng.
Thang máy đi được tầm 6 người đi, 4-50 ký nhá, đi rất là êm. Ở khu vực này thì chúng ta đi sân bay chắc mất khoảng tầm 15 phút thôi. Ngay gần công viên Làng Hoa, khu vực trục đường Lê Văn Thọ rất là sầm uất nhộn nhịp. Và ngay trung tâm, di chuyển lên trên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp này. Ở đây thì sẽ được chủ nhà tặng lại một cái tủ lạnh hai cánh. Phía trong thì có tặng bàn ăn, có làm máy lạnh ở đây luôn, tủ bếp của An Cường, của Axilic. Và chúng ta được trang trí đèn LED, trên có đèn chùm, có cửa sổ ra phía ngoài, trồng cây xanh rất là nhiều ra ngoài, máy lọc nước Kangaroo đầy đủ hết luôn. Một căn nhà rất hoành tráng, rất đẹp. Giá bán bây giờ chỉ còn 13 tỷ 900 triệu đồng thôi. Anh chị nào có nhu cầu mua hãy alo ngay đi, alo ngay và luôn về tem Hưng để được đi xem nha. Căn nhà diện tích rất là đẹp, rất là khủng, ngang tới 4,5 m, sâu vào tới 26 m, và công nhận đủ hơn 100 m² đất. Diện tích rất là to, rất là khủng nha. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Ở trên đây thì chủ nhà cũng đã trang trí đầy đủ hết luôn. Dưới thì được ốp sàn gạch giá gỗ, giường tủ gỗ An Cường, có chạy đèn LED, giường 2 m kèm với nệm, tủ quần áo, kệ TV, máy lạnh có hết nha. Trang trí rất đẹp, rất đẳng cấp, rất là chill luôn. Giá bán căn này cực kỳ hợp lý nha quý vị. Giá bán bây giờ chỉ có 13 tỷ 900 triệu đồng thôi. Phát tài núi trồng ra phía ngoài này, ban công đúc tầm 1,2 m, cửa nhôm Sinpha. Phòng rất là rộng, rất thoáng luôn, phòng cực kỳ rộng khủng khiếp nha. Toilet nhà mình cũng được sử dụng bồn tắm nằm, bồn cầu khối, vòi inox, cạnh ốc cao lên đụng trần và có quạt hút nha. Một căn nhà siêu phẩm, siêu đẹp, siêu hoành tráng, diện tích to, giá tiền rẻ. Phía sau này là khu vực phòng ngủ số 2, cũng có giường 1,8 m nệm và có ban công đằng sau, có cửa sổ ra đằng sau, rất là thoáng nha anh chị. Ốp gạch trà gỗ đầy đủ hết luôn. Tường thì được ốp nhựa và dán dưới tường. Trồng rất là nhiều cây xanh nha anh chị. Với một căn nhà có hai mặt tiền, hai ban công trước sau như này, rất là đáng cho chúng ta mua để ở nha. Làm văn phòng công ty cũng được. Diện tích khá là đẹp, khá là to, giá rẻ hợp lý với túi tiền của anh chị rồi. Anh chị đang có nhu cầu mua hãy gọi ngay đi, gọi ngay về tới bên em Hưng để được đi xem ngay nha. Trước đó thì giao tới 16 tỷ đồng một căn và bây giờ chỉ còn 13 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Thua lỗ chứng khoán cần bán xả gấp. Hai căn nhà diện tích rất là to. Di chuyển lên trên lầu 2 sẽ đến với phòng số 3, số 4 nha. Nhà mình có tới 6 phòng. Trong đó thì sẽ có một phòng súng hơi. Trên này thì được ốp sàn gạch 80, có đầy đủ giường nệm đầy đủ hết luôn. Giường nệm máy lạnh có hết nha anh chị. Full hết rồi, anh chị chỉ vác xách vali quần áo về ở thôi. Căn nhà rất xịn sò, rất đẳng cấp. Khu nhà đường thông rất là mát nha. Đường thông đường đẹp, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái. Căn nhà rất đẹp, rất là hoành tráng nha. Toilet trên này thì cũng được làm vách tắm kính và rất là rộng. Quý chị đang xem video thì hãy nhớ thả like, bấm chuông và gọi ngay về tới em Hưng nha. Phòng số 4 anh chị cũng giống như phòng bên trên thôi, khác mỗi cái sàn gạch thôi nha anh chị. Phòng rất rộng, bố trí đèn đuốc và đặc biệt nó có ban công sau, cửa sổ sau. Rất thoáng mát, thoải mái anh chị nghỉ ngơi, làm việc. Phòng rất là rộng. Với một căn nhà đẹp, hoành tráng, giá tiền cực kỳ hợp lý như này, anh chị còn ngại gì mà không alo ngay về tới bên em.
Toilet rất là rộng nha mọi người. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3, khu vực phòng số 5 và phòng sông hơi, phòng tắm. Ở phòng số 5 trên này thì chủ nhà đang để trống nha, cũng được ốp sàn gạch 80. Phòng rất rộng, rất to luôn, toilet riêng. Và khu vực phòng số 6 sẽ là phòng sông hơi, phòng tắm nha anh chị. Ở đây thì chúng ta được làm cái khu vực phòng sông hơi, ốp gỗ thông và có khu vực đi vệ sinh, khu vực tắm đầy đủ hết luôn, ngon lành hết nha. Phía sau thì sẽ có bồn tắm nằm, gương led, bồn rửa mặt đầy đủ hết luôn. Nhà diện tích dài ở cực kỳ sướng luôn nha anh chị. Đấy, diện tích rất là to, rất là khủng. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, sân thượng trước, sân thượng sau, phòng giặt đồ. Phòng thờ rất là lớn này, phòng thờ nhà mình cực kỳ lớn nha. Sân thượng trước thì đã được trồng cây, ốp gạch và làm khung sắt bốn bên đầy đủ hết rồi, có xích đu, trồng rất là nhiều cây cối cực kỳ đẹp luôn. Trên thì có máy nước nóng, năng lượng mặt trời đầy đủ hết nha, đèn sáng quắc luôn, cho đèn kết hoa cực kỳ sang, cực kỳ chill. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi. Thang máy di chuyển lên lầu 4 này luôn nha. Phòng giặt sân phơi đây thì chủ nhà có làm một cái bộ bếp để chúng ta lên đây nấu nướng vào mỗi buổi cuối tuần. Làm khung sắt, có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Trên thì đã được làm mái tôn xốp và làm khung kín hết rồi, chúng ta không có lo trộm cướp gì nha. Nhà rất là kiên cố, rất là an toàn. Một căn nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ siêu phẩm, giá rẻ, hợp lý với anh chị. Đấy, anh chị nào có nhu cầu mua hãy alo ngay đi. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video lần sau nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.